Chào các bạn đến với bản tin cập nhật giá thanh long hôm nay. Giá thanh long thay đổi hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Giá thanh long ruột đỏ về vựa chi tiết như sau. Loại 1 giá 28.000 đồng trên kg. Loại 2 giá 23.000 đồng trên kg. Loại 3 giá 18.000 đồng trên kg. Loại 4 giá 12.000 đồng trên kg. Giá thanh long ruột trắng về vựa chi tiết như sau. Bò đẹp loại 90% giá 18.000 đồng trên kg. Bò đẹp loại 80% giá 17.000 đồng trên kg. Bò đẹp loại 75% giá 16.000 đồng trên kg. Bò sàng loại 90% giá 16.000 đồng trên kg. Bò sàng loại 80% giá 15.000 đồng trên kg. Bò sàng loại 75% giá 14.000 đồng trên kg. Bò thường loại 90% giá 15.000 đồng trên kg. Bò thường loại 80% giá 14.000 đồng trên kg. Bò thường loại 75% giá 13.000 đồng trên kg. Cảm ơn bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ mình. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.